Okay, welcome everyone to the Europe University online class. And today we will focus on module 4, wildlife, and teaching by teacher Chan Zupa. So this one, chapter 4, wildlife. Wildlife, keep it out to let you with the knong, sat prey. Sat prey, you with the knong prey. Wild prey, like you with the knong prey. So this one, you can see the tiger, kangaroo, or snake. So this one is the wildlife. Chan, grammar. The grammar that we will focus on this unit is can or can't. Can or can't solving about the ability and also permission. That don't you mean some matter peep, ta, ai, phu, ai, ban, and permission. Can. So this one, can. We call it a modal verb. Can is a modal verb. Can is used to express ability or to say something is possible. Can pra pra nam bay, but chi am pi some matter peep. Or to say something, rưu con dễ em mối thay vì ai tới rùi. U ti ho, I can swim, nhóm chơi hai tập. It can happen, vì ai cắt lang bàn. Chẳng, say cái đôi để ai tới rùi, rưu con dễ em bị smart phép cư kế phở, can. Can is the same to all subject. Bạn này thật, bởi dân pra pra, I, you, we, they, his, it, cư phở mà can tập ọc. We don't add s in the third person, dân ở thêm s, tờ lỡ. Kể giả sắp đại bộ tố bị can tê, xe mẹp his, it. Biết là third person này, kết hợp này là he, she, or for example, how to use can and cannot. Can, we use to show about ability, smart peep, được gọi possibility. Ủa thì họ, I can swim. Nhóm chơi hai tập. Rồi có permission, các anh nhận, you can use my pen, nên ai phải bất nhóm bàn. Chẳng khúc sắp chích tặng ngọt, I do with it, his, it, cứ phải mới can tặng ngọt. He can speak English, có chơi hình dễ bị sang lễ. Khi dưỡng ham thì sẽ kể giả sắp có dự thêm S. Mà nó cứ viết chữ mistake. He can speak English bởi dưỡng thêm S. Cứ bị khó. He can to speak English bởi dưỡng đặc thu vì một speak có bị khó này. Chẳng. Tùm rung mắt dưỡng cứ subject bố chúng mình đang can và chúng mình đang verb. So this one. Nếu cái chữ tùm rung affirmative, clear stop. I can speak English. You can ride a bike. Nên ai chỉ có. He can drive a car. What I bác lán. She can play the guitar. What check lên guitar. It can swim. We just had that. But by the side, you can be that can't. But your question, they can speak Spanish. Okay, check your visa. Spain. Chẳng bắt tay chia sẻ nối dừng dấu can, chứ mà đã bị một sắp chị. Can they speak Spanish? Hai complete question mà. Chúng lại bao giờ thử tầm mình yes, rồi có no. Bao giờ chúng lại chúng lại yes, rồi có no, thử tầm mình khám mà. Chúng lại chúng lại yes, form bao giờ cứ chia tầm một full form. Bởi dân chú lại tùm đồng nó, form bởi dân cứ chia tùm đồng short form, cứ dân phở mới bị thật can. Chẳng bởi kia số can đấy mà bánh, they can. Bởi nó, they can. Contraction cứ chia tùm đồng can, bị thật can. Chẳng ai ta sẽ can, mà bị thật cannot, sẽ cho học nghĩa. Ủa thì họ, he can't sing, được gọi he cannot sing. Bị nâng cứ nấy đôi nghĩa. Quick revision, chia tùm nó. Chẳng ủa thì họ, you can speak English. Affirmative cứ clear stop. Chẳng bà sân bà tay chia sửm nối như quán đi dấu can đã bị một subject. Can you speak English? Chẳng short answer chẳng nói clay bà hương. Kế số dưới chờ chlai ai? Yes I can. No I can. Chlai yes. Chẳng ta sẽ chỉ full form. Và chlai thân no chẳng sẽ chỉ short form. Ủa tì hò. Can a bird fly? Ta sát bà say chè hò. Tam bắt clear bà hương cứ a bird can fly. Sát bà say chè hò. Chẳng như quán đi dấu can đã bị một. Yes, it can. Đại sao sát bà xây nâng ai chứ nó lại bị it. Okay. Can an elephant fly? Ta sát đồng rơi chế hò hòn. No, it can't. Đồng rơi hò hòn. So in this one, trên kịp hợp dương thà, the verb that comes after can is the infinitive without to. Cái giá sát đầy nơi bà tọc bị can, ham in to nơi bị một bìa. He can swim. We can see. They can play. So this one you can see. Subject plus can plus verb. Nè. Nè. Tùm rung negative. Tùm rung negative khi dân còn tự xây biệt not. Với đi dân thật trong trăm, cứ tự xây chuộc này. Cannot. Đối với dân tự xây tùm rung cắt, dân anh hạ can't. Can't. Question. Where can I buy an ice cream? Ta khi nhóm ai tên kể em lời tì nè. Can I go to the party please? Ta khi nhóm ai tờ bàn ớt to some permission. Dân xong cả mình nhá. Can you speak Japanese? Dân xong request ok. Dân thật ta này anh dễ visa. Japan bàn ớt. Dân request. Cứ dân asking of the ability bảo kế. What can we do on Saturday? Ta bây giờ ai phơi bán được ngày sau. Chân ai phơi chia tùm rung
short answer chúng nói clay bạn ưu thì họ can I sit here please yes you can chẳng dựa ai phở yes rồi phần nốt tam tùm rộng này cả phở bọn impersonal can impersonal can nắng kê sụp nói từ lời biệt thật can you kê phở biệt thật can you sụp nói từ lời impersonal can. Ok, vocabulary in module 4 we will focus on wildlife chẳng biệt để dân riêng có riêng làm bí biệt cần lứt nâng nông animal cho môi nông bird. This one, so based on the picture you can see the wild animal. Đây cứ chia word man, cứ chia biệt vocabulary để dân thể chuốc nâng nông wildlife. Number one, you will see the word lion, elephant, monkey, snake, zebra, giraffe, sát khó vẻ, deer, crocodile, hippo, sát đồng rãi tập, bear, wolf, sát cho chó, buffalo, sát cơ bấy, and tiger, sát cơ. Next one, this one also a kind of wild animal. You see the word kangaroo, monkey, panda, khlạc môn, hippo, antelope, sát đi sát chlúc nhớ, eagle, sàn trí, bull, cô chul, để dân khơi nhật nông cọp bông red bull, snake, elephant, ostrich, trong bộ phết này, bộ phết sát ostrich, walter, anh yêu phết sát man, tiger, gorilla, chúng mình giraffe, chúng mình lion, trong bộ phết tổng hợp này, cứ chia bộ phết wild animal, sát đầy ruột nơi nông, bởi. So what animal that are dangerous? Sát nà đầy mình cụ thân nè, what animal that are not dangerous? Sát nà ọt mình cụ thân nè. So this one, you can see, like the kangaroo, panda, monkey, eagle, antelope, nâng sọt mình cụ thân nè. Tờ phết đôi chìa, bull, elephant, gorilla, tiger, lion, phết nâng cứ chứa sát đầy mình cụ thân nè, hippo ấy nâng, ok. So be careful about those animals when you go to the zoo. This one is related to bird vocabulary. So based on the picture, you can see the picture, so you can translate. And then dân ai hiện bộ phần ấy, mơ tôi tùm rộng sạch nó, hay dân cực thả nó chị ấy. So this one we have the word raven, flamingo, sparrow, dove, seagull, ostrich, blackbird, turkey, pigeon, penguin, robin, owl, parrots, raven, woodpecker, sát này bị chặt chớ. Chẳng có bị thả woodpecker, bà bị nắng sát cái. Hay robin nắng sát phê tụi tụi cho mình bò lưỡng, chúng mình bò phê nắng. Ốt sát tí tối, blackbird sát bò má, sparrow sát chám, đấu sát priếp xì gà, này sát bị sát tiên, hồi mình nó xung một. Next, we will focus on part of a bird. Dương dương bì, này, này xa được biên cái rồi bỏ bạc xây. So this one, you can see the word ground. Chẳng dừng khơi như này các bạn biết, thì hãy thay cho bút. Bỏ, nè, này càng lớn này các bạn biết nữa. Head, cứ dừng bắt đầu từ lớp này các bạn. Back, dừng dừng bị khăn nông bỏ biết. Ram, kênh dừng bị slap bỏ biết nữa. Upper tail, coral, kênh dừng bị rôm. À, trong bỏ bỏ biết, hay cái tối kênh bị thật tail. Leg, chướng, wing, slap. Breast, nâng kênh dầm bì trung khẳng mục bảo vía. Lower beak, chụp bụng khẳng khổng. Upper beak, chụp bụng khẳng lỡ. Nostril, nâng kênh dầm bì rôn chụp mọc bảo vía. So this one also a part of a bird. Thì mình forehead, thì mình thân ngạc bảo vía. Beak, chụp bụng, chin nâng kênh trong dây tựa cho ca bảo vía. Eye, neck, throat, bụng có. Wing, slap. Belly, kênh dầm bì tiệm tôn chụp mũi nâng sạch cho ca bảo vía nâng. Six, nâng tiệm tâm mỗi plug bảo vía. Dân bắt đầu tự lơ tail feeder. Feeder này chụp hết rôm. Chẳng rôm cơ tối. Upper tail feeder. Cái chân dây thả rôm nâng kháng lỡ. Hay dân khơi mình bị thả ram. Hay mình bị thả back nôm bảo vía. Hay nâng nẹp. Nẹp nâng cơ lẹp cổ. Okay. Animal action. Dân continue chụp mùi nâng scam phía bỏ sát. Ta sát scam phía. Tí mùi. Scam phía bỏ sát. Got I swim. Got I fly. Có chế hai tất, có chế hót, có chế drink, có chế storm, khăn mu máy. Slither, có chế vía, hai, có chế lẹ luôn, swing, có chế vô. Chăm, có chế lốt, clam, có chế lá, lốc, mớ. Twirl, twirl nó được dừng, cục đồng thủ mốt, lốt. Twirl, ok, hay crawl, crawl này. Mới tiết chừng anh mình bị thả hốn, lú, lá, ní sáu, thóc, ní giấy, walk, đá, slip, nước đế, raw, cơ hâm. Sing, chuyện, fish, bạn này thả đồ trái, ít nhám, weather, nó đạp yến, thình thông, run, rớt,
by camp. Measurement, cái giam bị đồng quá, nó không cá, quá từ lợi ý mùi. So in this one, chẳng tìm mùi cái bởi bị thả theo bó spoon, nên khá thả mà sạp hiệt tái, thì bây giờ bởi bị thả TSP. Mùi theo bó spoon nữa, nè, à thống, anh ấy khá teaspoon, teaspoon cứ sạp hiệt tái, anh ấy theo bó spoon tập hiệt nhầm bài. 8 teaspoon mà nâng 1 tablespoon. Hay 2 tablespoon mà nâng 1 fluid ohm. Nên nó đi dương rung vọt bây giờ từ nhà một phế cái kết chế fluid ohm. Chá nhận khuyên khả nạt kìa 32 fluid ohm mà nhận tự. Chẳng bà này thay dương thời trăm ta 2 sập hiệp bái. Từ mà nâng mỗi fluid ohm. Chẳng bà bầm bấy vì mà nâng đọc bầm mỗi sập hiệp bái. Hay bà mập hít vì mà nâng đọc bầm mỗi sập hiệp bái. Hay bà squat mà bị tông nâng vì mà nâng xam sắp bị phí đồ hồi bây giờ dạy bị cà lôn cà tông bây giờ nâng cứ mở bệnh bởi phí đồ chẳng nâng xam bị thả 1 cà lôn. So this one chẳng kỳ đa hồng bó hay dưỡng khả nạn này kết chế khắp khả nạn này kết chế tablespoon này kết chế teaspoon này kết chế dust mà chấp này kết chế pin hồi ta tối chân nâng tiết đấy bì pin mà nâng bị thả 2 cup quartz mà nâng 4 cup hình stick. Ok nâng chế khả nạn này kết chế ca sẽ xế tầm rộng cạn ohm, cup, tablespoon, teaspoon, pound, quart, pin, inch, chứ mới nâng foot. Nên nâng cơ chế khả năng quát lợi bụng. Next one, chẳng phần sân bà dương dương ách quát bán từ lời tiện tôn chứ mới nâng cao bạ trái. Thằng ngày khái cứ dương phở calendar cái hai thà bà tính bà dương trong quát từ lời bộ bái dương ách phở ruler, dương phở mát bà dương trong quát từ lời bộ bài này kia đấy bây giờ anh phải máy xài bị tham máy xài sang lấy và bị tham measuring tape tiếp theo chúng mình đang bây giờ trong water lửa measure temperature các water lửa cũng đã dùng anh phải bị tham thermometer dùng anh phải thermometer if you want to measure the angle dùng trong water lửa muốn dùng anh phải bị tham protractor anh đang dùng hai thằng raptor bây giờ if you want to measure weight dùng trong lăng tầm ngón you use the balance scale. Balance scale là cái hạt thằng chính chính lăng tầm ngón balance nó cái hạt thằng tầm ngón scale nó chính. If you want to measure weight, dùng trong lăng tầm ngón được nhé, dùng ai lăng tam giờ cao phở weighting scale, chẳng hạn nó có chính chính lăng tầm ngón. Graduate si lăng, anh ấy cái water lớp bát man tắt, chẳng bát man cái hạt thằng cái phở kéo. Graduate thịt si lăng, nó cái hạt thằng kéo water lớp cùng rất nịch tắc nâng phí chấn kê phở nó sai anh lẹp tốt bí xa. Clock kê bó tờ lơ bê vỉa kê bó được ra prác nghi lạc á. Clock person bà dương trong bó tờ lơ phíp cái đáy được có phíp tờ chế kê thả temperature dương thờ râu ở khớ nơi sĩ tàn hợp hiếp sĩ tàn hợp hiếp xùm rạp bó tờ lơ temperature mùi tiết distance kê dương ách bó chùm ngài bán chẳng phí thả distance nâng kê thả chùm ngài cứ phí xong lệ kê thả distance how far apart object are. Okay. Tỏ tiết bởi khí dương trong bó tự lửa cầm bố. Ok, khá nhé, cầm bố. Chẳng cầm bố thì dùng mình ấy bảo viết cứ distance from base to top. Chẳng bị phải khăn khổng, tức án phải khăn lửa. Why? Keep out lửa tự tân. Ok, chẳng bảo vệ mỗi khăn mục nâng bởi dương trong bó. Khăn mục nâng cái hạt thả lãn. Tự tân, tỏ mấy cầm bố. Ok, ok. Chẳng đi bảo tạo ấy. Anh đi tự tân. Ok, ok. Tỏ, wait. Cát lăng tùm ngôn. Ok. How heavy an object is? Cái thằng tụi muốn cái trong đào tự lơ thà ta mùi nha để thằng chia mass. Mass nó có chia cái hai thà mass. Bây giờ người riêng để tôn cho mình đang thà science. Mass có chia tụi muốn đấy. Length. Length cái trong đào tự lơ bộ phải. How long is it? Pi trong mũi thì trong mũi. Distance from end to end. Trong ngái rồi viếng chùm nọt mũi tất cả chùm nọt mũi tiệt. Ta bị chùm ngái cũng rất nè. Matter. Matter này khi chọn sắp đặt từ lớn vật thọ vầy mối that has mass and take up space vật thọ mối đều mình mà chẳng là cái hạt thằng matter được vì ai chìa phần solid vì ai chìa phần đại dưỡng vì ai chìa phần liquid vật thọ riêu rồi có ai chìa phần gas vì ai chìa phần kilometer kilometer này khi chọn sắp đặt từ lớn thì tôi chú mối nâng bạc mán chung ngay đấy cái vô từ lớn distance chẳng ưu thọ kinh dạy thay phí phần nông bình tất cả khai mùi mình chung ngay tất cả khai phong trang nhanh chọc mình chung ngay mặt mình phải 7 km chẳng bạn ấy tháng kê bó chung ngay kết khả năng chia km chẳng kê ở khả năng chẳng cứ mùi mát mà nâng mùi bọn mát mà nâng mùi km man khai chẳng kịp trẻ tham mùi khai mình xảm dập ngay 30 day cứ chứ stock đá
hai mùa mát mà nó 4 weeks cứ miền 4 sắp đá 4 weeks thay ngay cái trong sổ này từ lời chú need for measuring the time thay ngay cái chế đồng quốc mối để cái vọt từ lời bê vệ liệt chân mùi thay ngay mà phải buôn mà hours mau mau ghi xâm rạp từ vọt từ lời bê mùi máu mà nó học xâm nhìn tì chân anh đang cái chia cái hai thay measurement cubic nên cái dây từ lực cụ trái chỉ thôi mà nào được dừng dây thay tập mà mẹ kịp tập pi mẹ kịp đó cái vật lực volume cái vật lực bạn mà chẳng cái ai phải biết thay centimet kịp centimet cụ được gọi tiếp theo chúng mình nói mét cụ. Ok, so thank you everyone for paying attention to this unit for wildlife. I hope that you enjoy studying this unit. So when you are back home, don't forget to practice about grammar, can and can't, and also practice the vocabulary about the wildlife. Thank you for your paying attention. See you for next session. Thank you.